Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một số cái mẹo để chúng ta nhận dạng cái phả hệ di truyền theo quy luật di truyền của Mendel, đặc biệt là các cái bệnh lý hiện nay liên quan đến gen mà do đơn gen quy định. Vậy thì trong các cái mô hình quy luật di truyền Mendel thì chúng ta cũng biết rằng là chúng ta sẽ có những quy luật di truyền như là trội lặn trên nhiễm thể thừa. Và cái nhóm này nhiều bởi vì chúng ta có đến 22 cặp nhiễm thể thường và chúng ta chỉ có một cặp nhiễm thể X và một nhiễm thể Y. Vì vậy nên là các cái nhóm bệnh liên quan đến trội và lặn trên nhiễm thể thường nó sẽ chiếm chủ yếu. Ở ngoài nhóm trội lặn trên nhiễm thể thường thì chúng ta sẽ có trội lặn liên kết nhiễm thể X và chúng ta sẽ có di truyền liên kết nhiễm thể Y và chúng ta sẽ có di truyền ti thể. Vậy thì một số cái mẹo nhận dạng như sau. Chẳng hạn như nó phải hệ chúng ta đang nhìn thấy ở đây thì việc đầu tiên là chúng ta nhìn sơ qua các cái thế hệ trên phả hệ và chúng ta thấy rằng là nếu như khả năng mắc bệnh nam nữ là như nhau thì chúng ta đếm thử xem là nhìn sơ qua tổng thể thì ở đây có 3 nam mắc bệnh và 4 nữ thì tỷ lệ xem như là 1:1. Tuy nhiên ta nhìn xem thử khả năng mắc bệnh như nhau, tức là một cặp vợ chồng khi sinh ra con thì có cả con trai mắc bệnh, có cả con gái mắc bệnh thì xem như là khả năng mắc bệnh là như nhau. Thì đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai mà vô cùng quan trọng để quyết định cho cái mô hình di truyền trội, đó là cái biểu hiện bệnh liên tục qua các thế hệ. Và đây chúng ta nhìn thấy bệnh lý biểu hiện liên tục qua các thế hệ. Thì đây là một cái gia đình có tăng cholesterol huyết. Vậy thì với hai cái đặc điểm lớn là bệnh di truyền liên tục qua các thế hệ và khả năng nam nữ mắc bệnh là như nhau thì chúng ta suy ra là cái phả hệ đó nó có quy luật di truyền là trội trên nhiễm thể thường và đặc biệt đây là trội hoàn toàn trên nhiễm thể thường. Và nếu như mà kiểm tra trên omim thì chúng ta sẽ thấy là các cái phả hệ họ sẽ viết quy luật di truyền sẽ là AD. Thì cũng tương tự thì chúng ta sẽ có cái di truyền allele lặn, đó là khả năng nam nữ mắc bệnh là như nhau. Có nam mắc bệnh, có nữ mắc bệnh trên cái phả hệ. Cái thứ hai nữa là khác với cái trội liên kết trội hoàn toàn như bình thường lúc nãy là bệnh biểu hiện liên tục qua các thế hệ, thì đây chúng ta nhìn thấy là trong mô hình lặn trên nhiễm thể thường thì bệnh biểu hiện không liên tục. Ở đây có một cặp vợ chồng kiểu hình bình thường, tuy nhiên khi sinh ra con thì con mắc bệnh. Ở đây tương tự như vậy, thì đối với những phả hệ mà biểu hiện không liên tục thì nó là lặn, và khi nam nữ mắc bệnh khả năng mắc bệnh là như nhau thì chúng ta kết luận cái mô hình phá hệ đó là di truyền lặn trên nhiễm thể thường. Vậy thì ví dụ đây cũng là một cái phá hệ của lặn trên nhiễm thể thường. Chúng ta nhìn thấy là bố mẹ kiểu hình bình thường, khi nhưng mà sinh ra con mắc bệnh. Thì đối với lặn thường này thường sẽ gặp trên các cái nhóm bệnh lý về rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa enzyme hoặc là các cái bệnh lý về huyết học. Rất nhiều bệnh sẽ di truyền theo cái kiểu lặn trên nhiễm thể thường. Và một cái bệnh mà chúng ta có thể cũng đã học rất nhiều đó là cái bệnh bạch tạng. Chúng thấy là trong những gia đình bạch tạng thì bố mẹ nhìn sẽ thấy rất là bình thường, tuy nhiên sẽ có những đứa con mắc bạch tạng. Vậy thì đó là cái mô hình của di truyền lặn trên nhiễm thể thường. Và đây là một cái phả hệ cho thấy rằng là hai cái người ở 32 và 33 này kết hôn cận huyết với nhau. Vậy thì đó là lý do tại sao mà ông bà ta thường nói là không nên kết hôn trong vòng 3 đời để tránh sinh ra những đứa trẻ mắc bệnh như thế này. Thì đó là cái nhận dạng của lặn trên nhiễm thể thường. Khác với trên nhiễm thể thường thì trên nhiễm thế giới thì thường những người mắc bệnh trên cái phả hệ nó sẽ có xu hướng nghiêng về một cái giới nào đó. Chẳng hạn như ở đây chúng ta nhìn thấy cái quy luật di truyền ở đây là trội liên kết nhiễm thể X. Thì chúng ta nhìn qua thì chúng ta nhìn thấy là tổng thể thì nhìn nhanh thì chúng ta sẽ có là 4 nam mắc bệnh. Tuy nhiên số nữ mắc bệnh rất là nhiều trên này. Trên này chúng ta có nhìn thấy đến 9 nữ mắc bệnh. Vậy thì trên cái trội liên kết nhiễm thể X thì chúng ta cũng thấy rằng là khi mà trội thì bệnh cũng sẽ biểu hiện liên tục. Và một cái vấn đề mấu chốt nó nhận ra nó là trội liên kết nhiễm thể X, đó là bố mắc bệnh thì 100% con gái sẽ mắc bệnh. Và chúng ta thấy nếu đúng bố mắc bệnh, 100% con gái mắc bệnh thì chúng ta kết luận luôn đó là bệnh đã di truyền liên kết nhiễm sắc thể X. Di truyền trội liên kết nhiễm thể X mà trên omim nó sẽ ghi là XLD. Vậy thì XLD
trong chữ X-linked dominant. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là bố bệnh có 3 đứa con gái thì 100% mắc bệnh. Và ở đây cũng bố bệnh và khi có 2 đứa con gái thì cũng gây mắc bệnh và tương tự ở đây cũng như vậy. Vậy đó là một cái mô hình rất đặc trưng cho di truyền trội liên kết nhân thể X. Cái mô hình thứ tư mà rất là đặc trưng đó là di truyền lặng liên kết nhân thể X. Vậy thì khác với trội liên kết nhân thể X thì nếu lúc nãy là con gái mắc bệnh nhiều hơn thì khi cái mô hình lặng liên kết nhân thể X thì chúng ta nhìn thấy là gần như chỉ có con trai mắc bệnh, 100% con trai mắc bệnh, nữ mắc bệnh cũng có tuy nhiên rất hiếm. Và khi chúng ta nhìn trên phả hệ là 100% con trai mắc bệnh và nó có một cái đặc điểm rất là đặc biệt đó là bệnh này di truyền theo dòng họ ngoại, tức là những người mắc bệnh này sẽ có quan hệ bên dòng họ ngoại, chẳng hạn như người 32 này sẽ gọi ông 11 này là ông ngoại. Vậy thì ông ngoại thông qua người con gái của mình sẽ truyền cái gen bệnh lại cho cháu trai. Vậy thì đó là cái mô hình của di truyền lặng liên kết nhiễm thể X mà rất đặc trưng. Khi chúng ta nhìn thấy chỉ có 100% con trai mắc bệnh và di truyền theo dòng họ ngoại thì chúng ta sẽ kết luận là lặng liên kết nhiễm thể X. Vậy thì nó sẽ có ký hiệu là XLA trên cái omim. Và một cái bệnh mà chắc chúng ta cũng hay nghe nhiều về này đó là bệnh bệnh hemophili. Hemophili, bệnh máu khó đông, gặp chủ yếu là ở nam, trong đó mẹ là người mang gen bệnh. Một cái phả hệ với cái mô hình thứ năm đó là di truyền thi thể. Và di truyền thi thể là một cái di truyền mà sẽ theo dòng mẹ, là nếu mẹ bệnh thì 100% con sẽ bệnh. Và chúng ta nhìn thấy trên cái phả hệ này, nếu như mẹ bệnh thì 100% con bệnh, cứ mẹ bệnh là con bệnh hết, trong khi bố bệnh thì con bình thường. Đây là một cái mô hình đặc trưng của cái di truyền ti thể. Khi chúng ta nhìn thấy cái quy luật đó thì chúng ta sẽ kết luận là di truyền ti thể. Và một cái mô hình cuối cùng đó là cái di truyền liên kết nhiễm thể Y. Vậy thì khác với cái lặng liên kết nhiễm thể X, lúc nãy chúng ta nhìn thấy 100% con trai mắc bệnh di truyền theo dòng họ ngoại thì ở đây cũng là 100% con trai mắc bệnh. Tuy nhiên cái này là di truyền theo dòng họ nội và di truyền trực tiếp từ bố truyền cho con trai, bố truyền cho con trai. Vậy thì đó là cái quy luật di truyền của di truyền liên kết nhiễm thể Y. Và chúng ta đã có 6 cái mẹo nhận dạng nhanh phả hệ qua các cái đặc điểm để nhận dạng. Vậy thì nói tóm lại, nếu di truyền trên nhiễm thể thường thì khả năng mắc bệnh nam nữ là như nhau. Còn trên nhiễm thể giới tính thì nó sẽ nghiêng về một giới nào đó. Trong đó di truyền trên nhiễm sắc thể Y và di truyền lặng X thì 100% con trai mắc bệnh. Và nhận ra bằng cách là di truyền theo nhiễm thể Y thì di truyền theo dòng họ nội, trong khi di truyền lặng liên kết nhiễm thể X là di truyền theo dòng họ ngoại. Và nếu như con gái khả năng mắc bệnh cao hơn và kiểm lại thấy bố mắc bệnh, 100% con gái mắc bệnh thì đó là cái mô hình của di truyền trội liên kết nhiễm thể X. Và ngoài ra di truyền ti thể là di truyền theo dòng mẹ, mẹ bệnh thì 100% con bệnh. Vậy thì đó là một số cái tip để chúng ta nhận dạng nhanh các quy luật di truyền trên phả hệ. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp sàng lọc nhanh đó để chúng ta áp vào trong cái phả hệ của chúng ta, để chúng ta kết luận xem thử là quy luật di truyền của gia đình mình là thuộc cái mô hình nào trên các cái bệnh lý mà chúng ta đang làm. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe.